Hello anh em, vậy là chiếc DJI FPV đã chính thức ra mắt với rất là nhiều những cái điểm mới lạ mà mình nghĩ rằng là nhiều người không thể tưởng tượng đến. Ngoài cái việc là chúng ta có những cái trải nghiệm mới ra này, một cách bay mới ra, thì mình nghĩ rằng còn một cái điều mà anh em đang mong chờ nhất, đó chính là chiếc Motion Controller. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về cái chiếc Motion Controller này để xem mà nó có những cái gì hot nhé. Đầu tiên thì có lẽ mình sẽ chia sẻ về ngoại hình của cái chiếc điều khiển này đi. Với tính chất là một chiếc điều khiển một tay thì mình thấy rằng là nó khá là gọn gàng. Và những cái hình ảnh về cái chiếc Motion Controller này thì mình nghĩ rằng là anh em cũng đã nhìn thấy thông qua những cái group như là DJI FPV hay là ở trên trailer của DJI. Và mình đã thấy rất là nhiều những cái hình ảnh mà anh em so sánh cái chiếc Motion Controller này với cả một cái dụng cụ đo thân nhiệt. Và thực sự thì mình trông nó cũng rất là giống. Và biết đâu đấy có khi là DJI đã lấy ý tưởng từ cái chiếc máy đo thân nhiệt này thì sao? Vậy thì tại sao nó có tên là Motion Controller? Thì đúng như cái tên của nó, Motion dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là chuyển động. Thì khi mà anh em điều khiển chiếc điều khiển này ấy, thì chúng ta sẽ phải quay tay rất là nhiều. Thì khi mà anh em quay cái điều khiển sang bên nào ấy, thì cái đầu máy bay của chúng ta nó sẽ tự động chuyển sang cái bên đó. Nó rất là dễ điều khiển cho anh em. Và khi mà anh em muốn quay tròn chiếc máy bay của chúng ta, xoay người theo vòng tròn để có thể là cho chiếc máy bay của chúng ta xoay như vậy. Đó là lý do vì sao nó được gọi là Motion Controller, một chiếc điều khiển luôn luôn di chuyển. Vậy thì mục đích mà DJI cho ra mắt cái điều khiển này là gì? Đầu tiên thì anh em cũng biết rằng là FPV đó là một cái bộ môn chơi mà đề cao cái tính thực tế. Vậy nên là một cái hãng lớn như là DJI khi mà họ cho ra mắt cái FPV này thì họ sẽ phải có những cải tiến làm sao để mà xứng đáng với cái vị trí ngôi đầu của mình. Vậy nên là ngoài cái việc cho người dùng một cái trải nghiệm giống như là họ đang bay ở trên một chiếc phi cơ thì DJI sẽ trang bị thêm một cái Motion Controller để cho người chơi một cảm giác là giống như họ đang điều khiển một chiếc phi cơ thật chứ không phải là một chiếc máy bay điều khiển nữa. Một cái điểm tiếp theo nữa đó là họ muốn thay đổi cách nhìn của những người mới chơi rằng FPV là một bộ môn rất là dễ chơi và thực tế ra thì cái điều khiển Motion Controller này ấy, nó dễ điều khiển hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta tìm hiểu một cái điều khiển thông thường bởi vì là tất cả mọi thứ nó đã được tối ưu hóa ở trên chiếc Motion Controller này rồi. Và đến với cách thức hoạt động của nó thì như mình đã nói với anh em ở đầu video ấy thì đây là một trong những thiết bị mà được tối ưu hóa rất là nhiều. Vậy nên là nó sẽ không còn những cái động tác rườm rà giống như ở trên một chiếc điều khiển thông thường nữa. Khi mà cầm vào cái chiếc Motion Controller này ấy thì anh em sẽ phải sử dụng hai ngón tay chính, đó là ngón trỏ và ngón cái. Với cái phần ngón trỏ này thì anh em sẽ tiếp xúc với một cái giống như là một cái cò súng vậy. Và cái phần này thì nó sẽ giúp anh em là điều chỉnh cái tốc độ chậm hay là nhanh. Còn ở cái mặt tiếp xúc với ngón cái thì sẽ có hai nút chính mà các bạn cần quan tâm. Với cái nút khóa màu đỏ này ấy, thì nó sẽ thực hiện những cái chức năng chính như là khởi động máy này, cất cánh hay là hạ cánh một cách an toàn. Và việc anh em cần làm đó chỉ là nhấn và giữ vào cái nút đỏ mà thôi. Còn ở cái phần nút phanh thì đúng với nghĩa đen của nó là một cái nút để chúng ta có thể là phanh. Và khi mà anh em ấn hai lần vào cái nút phanh này ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ là Return to Home. Một cách rất là đơn giản chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Và đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc Motion Controller. Còn anh em nghĩ sao thì hãy comment xuống video cho mình nhé. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.